Xin chào các bạn, tớ là Nana Khỏe Mạnh đây. Hôm nay chúng mình lại cùng chơi thật vui với nhau nha. La 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 la. Chào Nana. Chào Meo Meo. Chào các bạn nhỏ, tớ là Meo Meo vui vẻ đây. Meo Meo Meo, cậu cầm cái gì đấy? Trong này có cái gì chơi đúng không? Chơi thì không có. Chán thế. Nhưng mà tớ có đồ ăn. Wow, đồ ăn á? Có gì thế? Nana này, cậu thử đoán xem. Các bạn nhỏ hãy thử đoán xem trong này là món gì nhá. Thì bây giờ chúng mình chỉ cần bỏ cái khăn này ra là biết trong đấy là món gì rồi đúng không các bạn? Thế thì còn gọi gì là đoán nữa? Để đoán thì chúng mình phải để cái khăn phủ lên trên chứ. Nana với các bạn đoán đi. Các bạn ơi, tớ chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Các bạn có đoán được bên trong đây là cái gì không? À, Meo Meo ơi, có bạn bảo là trong này có bánh. Bánh. Mà cũng có bạn bảo ở trong này có cả hoa quả nữa, đúng không Meo Meo? Thế để một lát nữa Meo Meo sẽ bật mí cho Nana và các bạn nhỏ được không? Còn bây giờ chúng mình hãy cùng đứng lên và vận động một chút đã nào. Vận động thôi. Ngày xưa có hai ông bà già và một cô cháu gái sống trong ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh manh vườn xinh xắn. Trong nhà còn có một con chó, một con mèo và một chú chuột nhắt. Vào mùa thu, ông già mang về một cây củ cải nhỏ và trồng trong vườn. Ngày ngày ông già sức chăm chút cho cây, sáng nào ông cũng cho cây cải uống một gáo nước, chiều nào ông cũng bắt sâu nhổ cỏ cho cây. Cây cải cũng không phụ lòng tốt của ông, nó lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu, nó trở thành một cây cải khổng lồ, to chưa từng thấy. Một buổi sáng, ông già ra vườn định nhổ củ cải về cho bà già và cháu gái. Ông nhổ mãi mà cây cải không hề nhúc nhích. Ông gọi bà già. Bà già ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Bà già liền chạy lại, bà túm áo ông nắm cây cải, nhổ mãi vẫn không được. Bà già gọi cháu gái. Cháu gái ơi, mau lại đây, mau giúp bà nhổ củ cải. Cháu gái liền chạy lại, kéo áo bà túm áo ông nắm cây cải, nhổ mãi, chẳng ăn thua gì. Cháu gái gọi chó con. Chó con ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Chó con chạy lại, ngậm lấy bím tóc của cháu gái. Cháu kéo áo bà túm áo ông nắm cây cải. Kéo mãi, nhổ mãi, cây cải vẫn nằm y ra. Mèo con gọi chuột nhắt. Chuột nhắt ơi, mau lại đây, mau giúp tôi nhổ củ cải. Chuột nhắt chạy lại, bám đuôi mèo. Mèo cắn đuôi chó. Chó ngậm bím tóc cháu gái. Cháu gái kéo áo bà túm áo ông nắm cây cải. 1, 2, 3.
cây cải gan lì đã bị kéo lên khỏi mặt đất. Tất cả sung sướng nhảy múa quanh cây cải. Nhổ cải lên, nhổ cải lên, ái chà chà, lên được rồi. Trả lời câu đố của Meo Meo nhé. Yeah! Câu đầu tiên, nhiều quả dài cong xếp thành một nải, nải xếp thành buồng, khi chín vàng thơm, ăn ngon ngọt lắm. Tớ xin trả lời là quả chuối. Đáp án là quả chuối. Uống thơm mát, còn ngon hơn cả chanh. Meo 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 là quả cam mà. Đáp án là quả cam. Câu số 3. Trăm con mắt nhỏ quanh mình, tóc xanh tua tủa, dáng hình lưỡi gươm, là quả gì? Tớ xin trả lời là quả dứa. Chính xác rồi, là quả dứa. Hi, các bạn ơi, Nana ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng chơi trò món gì. Úp, quên mất, Nana bị bịt mắt rồi các bạn ạ. Nana có nhìn thấy gì không? Tớ không nhìn thấy gì cả. Nên bây giờ tớ đang háo hức xem là tí nữa tớ sẽ được ăn món gì đây này. Các bạn ơi, các bạn nhìn nhá. Ở trên bàn, Meo Meo đã chuẩn bị 3 món ăn rồi. Nana thì đã bị bịt mắt. Bây giờ Meo Meo sẽ lần lượt cho Nana thử từng món ăn. Và Nana sẽ phải đoán xem đây là món gì. Nana ơi, Nana sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Cùng chơi thôi! Món đầu tiên! Nana xoay tay ra nào! Mời Nana! Này. Hả? Đây là cái gì đấy nhở? Tròn tròn! Chắc là một loại quả! Mà Meo Meo ơi, quả nào có ăn được không đây? Chắc chắn là ăn được!
Thế để tớ ăn thử nhá. Vị nó thế nào? Ngon quá. Ngon. Có vị chua chua, chua ngọt chua. Ngọt này. Giòn giòn. Tớ nghĩ xem đây là quả gì nhỉ? Là một loại quả đấy. Nana đoán xem đây là quả gì nào. Để tớ ăn một miếng nữa thì tớ mới đoán được. Thêm một miếng nữa. Cố lên Nana. Nana đoán được chưa? Tớ vẫn chưa đoán được là đây là quả gì cả. Khó thế cơ à? Tức là phải ăn thêm một miếng nữa. Thêm một miếng nữa. Nó có vị chua chua thì phải. Nhưng mà tớ phải ăn thêm một miếng nữa. Mới món ăn đầu tiên mà đã làm khó Nana. Tớ tưởng món này dễ chứ nhở. Nana chưa đoán được à? Nó có vị ngọt ngọt nữa đây này. Chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà tớ vẫn phải ăn thêm một miếng nữa. Lại ăn nữa. Nana, cậu ăn sắp hết rồi mà vẫn chưa đoán được ý hả? Cậu phải để tớ ăn hết quả táo này thì tớ mới đoán được chứ. Nana, cậu đã biết đấy là quả táo rồi. Đúng rồi, đây là quả táo các bạn ơi. Chính xác, Nana đã đoán được ra món ăn đầu tiên rồi. Yeah, tớ đã đoán đúng được món ăn đầu tiên rồi này. Thế bây giờ chúng mình cùng đến với món ăn tiếp theo. Mà để tớ ăn hết quả táo này đã. Thôi, vẫn còn hai món nữa cơ. Cậu mà ăn hết quả táo này rồi thì không còn bụng để thử hai món nữa đâu. Tí nữa chúng mình ăn nốt quả táo nhá. Quả táo ở đây đã này. Tiếp theo là món gì đây? Giờ chúng mình sẽ cùng đến với món ăn thứ hai. Món gì đây? Đây, của Nana đây. Đây là cái gì nhỉ? Nó bé xíu như này này. Nó mềm mềm này. Nhỏ nhỏ. Ngửi có mùi cam. Mùi cam? Nhưng mà chắc chắn đây không phải là quả cam đúng không? Không phải. Nó rất là bé. Mềm mềm như này. Tớ biết rồi. Bây giờ món ăn thích nhất của tớ là một cái bánh. Đúng rồi, Nana đoán đúng rồi. Đây chính là bánh bông lan đây. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với món ăn thứ ba. Đến món ăn thứ ba rồi. Món ăn này thì để meo meo giúp cho Nana ăn nhé. Món gì mà đặc biệt thế nhỉ? Nana thấy thế nào? Tôi thấy nó hơi chua chua này. Hơi có vị sữa. Có vị sữa chua. Vậy là có phải là sữa chua đúng không meo meo? Chính xác rồi, đây chính là sữa chua. Vậy là tớ đoán đúng hết tất cả các món vừa rồi đấy meo meo à. Bây giờ Nana có thể bỏ bịt mắt ra và chúng mình liên hoan thôi. Bỏ bịt mắt ra thôi. Hôm nay chúng mình đã cùng nhau chơi thật vui đúng không nào? Hẹn các bạn lần sau chúng mình lại chơi tiếp nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt.